lên đi cha, học sắp tới rồi đó. Biết rồi, đừng có hối, sắp xong rồi nè. Hả? Ông tới rồi kìa. Cứu tôi với, giúp tôi với, có ai không? Mày làm cái gì đó thiệt? Ông ơi giúp con với, ông ơi giúp con, ông ơi giúp con. Mày làm cái gì đây? Hả? Giúp con với, ông ơi. Mày bị gì vậy? Dạ số là vậy, con bò của con á, sau khi ăn cỏ nó nơi ngoài đồng rồi, cây trên đường dẫn nó về đây nè, cây tự nhiên nó chui tọt xuống đất à, con chụp không kịp giữ được với cái đuôi. Ông ơi, ông giúp con kéo lên đi ông. Mày xạo mày, bò nào mà chui xuống đất? Mày làm như tôi ngu như bò. Thì ông coi nè, con đang giữ cái đuôi của nó nè. Ông ơi, ông ơi, tôi nói cho ông nghe, con bò này nó khôn dữ lắm. Không những vậy, nó còn ị ra vàng nữa. Cho nên con tiếc đứt ruột nè ông ơi. Cái gì? Bò ị ra vàng hả? Dạ. Mày xảo mày. Ông không tin thì thôi, tại tình cờ á, con biết nó ị ra vàng nên con gom hết tiền để dành, với lại tiền công ông trả để mua nó nè. Mỗi lần nó đi á, con hốt con đãi gần được có phân vàng đó không. Con gom từ từ á, nên con mới có tiền có dư. Chứ làm cho ông á, không biết chừng nào mới có dư. Có thiệt là bò ị ra vàng không? Dạ thiệt. Mày xảo mày. Con nói thiệt với ông, ông giúp con đi. Chứ nó mà chui xuống đất á, là mất hết vốn liếng của con đó ông. Bây giờ con không có sức kéo nó lên rồi, bây giờ sao ta? À ông ơi, hay là ông có nhiều bò á, ông đổi cho con bò khác được không ông? Đưa mẹ con bò khác hả? Dạ. Tao lấy con bò ị ra vàng hả? Dạ. Mày gạt tao hả? Xảo mày. Con không có gạt ông đâu. Con nói ông nghe nè, con bò này con cũng tiếc dữ lắm. Dạ. Nhưng mà tại con không có sức kéo nó lên thôi, cho nên con mới đổi cho ông. Chứ nếu con có sức con kéo nó lên, con đổi cho ông chi? Tại nhà ông có nhiều người á, ông kêu 5-7 người ra đào nó lên một cái là xong mà. Mày để tao ha. Mày tránh dạ, nó đi cho tao giữ cho. Bây giờ vậy. Dạ. Mày về nhà tao á, mày lựa con bò nào mày lựa, mày nhớ kêu bà, kêu theo 7-8 thằng mạnh mạnh khỏe khỏe ra đây phụ tao kéo con bò lên nha. Dạ con cảm ơn ông. Ông giữ chắc nghe ông. Ê mà ông ơi, gì nữa? Ông đừng cứ nghĩ mạnh quá đuổi đứt cái đuôi bò, cây nó chạy mất tiêu đúng không? Tao biết mà, mày làm như tao ngu như bò. Dạ lẹ đi. Dạ dạ. Bò ị ra vàng dễ gì tao cho thoát. Trời ơi, biết bây giờ phải tao thằng nó ra ta. Trời ơi, sao lâu dữ vậy trời? Mỗi lần qua. Ông ơi, ông đâu rồi? Ông. Tôi nè. Ủa ông? Trời ơi, ông làm cái gì vậy hả? Tự nhiên kêu 5-7 gia đình ra đây làm cái gì? Trong nhà biết bao nhiêu công chuyện nó phải làm trong đó. Thì kêu nó ra đây để phụ kéo đuôi bò lên chứ làm gì? Trời đất ơi, kéo cái đuôi bò? Ừ. Trời ơi, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Trưa nắng chang chang tự nhiên bắt ra kéo cái đuôi bò ngoài đây. Phụ tôi kéo đuôi bò lên đi. Ở đó dạy đời tôi hả? Trời đất ơi, già rồi mà không suy nghĩ gì hết. Trưa nắng muốn bệnh hả? Trời, trời ơi. Hey. Ông thiệt. Mày gạt tao hả thiệt? Mày biết tay tao. Thiệt. Trời đất ơi. Trời ơi. Làm cái gì vậy? Trưa nắng quá. Tao nói mày thiệt ơi. Trời đất.